Rồi, bắt ngồi đi. Dạ, tôi tên là Nông Thị Tự. Dạ. Năm ngàn, sinh năm 1950. À, bác họ Nông là ở Cao Bằng, Lạng Sơn hả? Dạ, ở Trùng Khánh, Cao Bằng ạ. À, đấy, tôi nghe cái tôi nghi nghi rồi. À, rồi bác bị bệnh sao bác kể từ đầu á? Dạ, từ đầu á là tôi có cái bệnh máu cao. Rồi. Rồi cái ngày hôm đó thì tôi có uống thuốc, một ngày thường thường là uống một viên. Rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là ngày thứ sáu thì tôi có nhuộm tóc và tôi gội đầu. Khi mà tôi cúi xuống tôi gội đầu xong, vừa gội đầu xong thì ngẩng mặt lên đó thì tôi sấy tóc xong thì tôi bước ra thì tôi bị liệt, liệt cái chân này trước. Dạ, liệt cái chân phải trước. Dạ, liệt cái chân phải trước, liệt ra xong rồi gọi anh ấy gọi xe cấp cứu, tức là chồng tôi gọi xe cấp cứu đến thì trong khi xe cấp cứu đến thì 40 phút rồi. Thì họ có chích cho một mũi truyền cho cái nước biển á, xong đưa tôi vào nhà thương. Đưa tôi vào nhà thương xong thì tôi tỉnh lại và tôi đứng dậy đi lại được. Thì bác sĩ có nói là 72 tiếng đồng hồ thì nó sẽ tốt lại. Mà nếu mà không qua được 72 tiếng thì không tốt lại. Thì trong lúc đó thì tôi được tôi ngủ một đêm thứ 6 và qua ngày thứ 6 đến ngày thứ 7 một đêm nữa là được 54 tiếng. Thì nó bị tai biến trở lại. Khi mà nó bị tai biến trở lại thì tôi đi vào toilet ra thì cái miệng tôi nó rần rần tê tê. Thì hôm đó là trúng ngay ngày Chủ nhật thì không có bác sĩ tại bệnh viện. Thế đến lúc mà tôi bị thì khi mà kêu thì có y tá đến truyền cho tôi một chai nước biển. Mà trong khi truyền một chai nước biển xong thì tôi có nói một câu này, tôi nói đứa con gái tôi nằm chăm sóc tôi cái ngày Chủ nhật đó. Thế lúc mà con gái tôi đi gọi bác sĩ thì không có bác sĩ, thì có y tá tới truyền cho một chai nước biển vừa xong thì tôi cảm thấy cái tay tôi nó liệt xuống đến cái tay, liệt xuống đến cái thân, rồi liệt xuống đến cái chân. Tôi nói là không được rồi. Thế thì có một bà bác sĩ thực tập đến thì bà nói với con gái tôi, tại vì tôi không biết nói tiếng Đức nhiều, tôi không hiểu được nhiều, thế thì bà bác sĩ đó mới nói là không sao, có thể là trở lại. Nhưng mà tôi nói là không phải rồi, tại vì chân tay tôi bị liệt hết rồi. Thế là thế, kể như là ngày hôm Chủ nhật đó thì lúc 10 giờ rưỡi là tôi bị liệt hết luôn. Rồi đến tối Chủ nhật đó đến tháng sáng thứ hai mới có bác sĩ đến. Thì có một ông bác sĩ gọi là ở trong phòng cấp cứu, tức là hôm đó là cứu tôi lại sống lại đó. Thì ông đến coi thì ông nói cái miệng tôi méo đi mà tôi cũng không biết nữa. Rồi đâu có được coi gương đâu mà biết. Thế rồi đến lúc bác sĩ nói là há cái miệng coi. Thế tôi mới nói là không được đâu, cái miệng tôi bây giờ há nó không được rồi. Nó không giống như nó không đúng á, tôi nói như vậy, tôi nói tiếng Việt thôi. Thế xong rồi không biết họ nói cái gì thì tôi không hiểu. Như vậy, thế xong nằm trong được 10 ngày trong bệnh viện, trước là trong phòng cấp cứu á. Cấp cứu rồi người ta mới cho tôi đi chỗ vật lý trị liệu. Thế vật lý trị liệu thì được 5 tuần. Thì trong khi tôi lên chỗ vật lý trị liệu một tuần sau thì tôi đi lại chập chững đi lại được, ngồi với cái xe lăn đẩy đẩy này đi, đứng lên đi được, đi lại được thì họ cho đi tập. Như vậy. Xong tập. Bây giờ bắt đầu bác nói cái hiện tượng mà của bác bây giờ là tình hình hiện tại bác nói. Dạ, trong khi về nhà được 2 tháng thì được về nhà năm ở trong đó 5 tuần thì về 2 tháng, về được 6 tuần thì tôi cảm thấy giống như là nó bị kéo cơ bắp. Nó kéo cơ bắp rất là đau, mà nó kéo thẳng luôn á, nó kéo thẳng lên này. Nó kéo rất là đau. Thì đi bác sĩ họ chỉ cho thuốc uống thôi. Thì không biết nói sao. Với lại một điều nữa là tôi bị cái xương sống. Thì cái trong cái xương sống của tôi á thì bị như 15 năm rồi, nó bị cái thành chữ S gì. Nó hình chữ S này. Thế thì lúc mà đi chụp, bác sĩ nhà cho đi chụp phim á thì gọi là CT á, rồi ở trong cái đốt thứ 6, thứ 5 và thứ 6 nó bị đè bẹp cái bánh chè, và cái bánh chè nó đã chảy cái nước ra đó, thì nó làm cho cái dây thần kinh bị kẹp. Rồi bây giờ nó kéo cho cái tay tôi, nghĩa là rất là đau và rất là khó chịu. Là hiện tượng bây giờ là hiện tượng bây giờ tôi đau là được 11 tháng rồi. Đã như vậy. Thì tôi đi trong khi được 9 tháng hay 10 tháng
9 tháng thì đi chích bác sĩ thần kinh cho đi chích cho đi nhà thương ở bên Essen đó. Chích cho cái bóp thuốc bu thuốc thế thì bây giờ chích được 2 tháng thì vừa đúng được 2 tháng thì gặp thầy ở đây rồi bác dỡ cái tay đau lên thử cái tay, cái tay này dỡ cao lên đau quá dỡ lên là đau quá thế đó là đau phải không dạ đau quá mà đau chỗ nào bác biết không dạ đau biết ạ biết từ cái bánh cánh tay và từ cái nách này này nó cứng như là đá nghe nách đó dạ rồi. Đau lắm và sưng nữa rồi còn chân không bác chân cũng vậy chân thì nó từ đây đi nó sưng xuống cái bàn chân cái bàn chân này bây giờ nó giống như là mình mang một cái bao tay mình không có cảm giác mình đạp xuống nó rất là khó đạp xuống nó rất là khó bây giờ bác đi thử qua đây một tí xíu bác coi cảm giác mình sao để mang cái đôi giày này, đi như vậy đi trong nhà phải đi đây. Rồi bác quay lại đây rồi bác dừng cái nó bây giờ bác co chân lên thử coi con cao lên rồi được đó rồi được để bỏ xuống nó có thể coi nhanh lên được không không, không nhanh được không nhanh được rồi bỏ xuống rồi coi chân bên kia chắc sợ té rồi thì thử coi cho anh té coi sao đó nó không được ha rồi mời bác ngồi đấy cái tay cầm cái gì cũng được cầm vào thì nó giống như là con dao nó cắt vào cái thịt thì đó. Cái tay đau mình lắm. Nó như là kiến bò này rồi là nó như là nó cắt vào cái thịt mình đau lắm cấm này không chắc nó buốt ạ Bóp cái tay rồi bóp đi bóp lại để bà nhận cái cảm giác đó coi nó không có được không biết cái con dao này nó thuộc về cái gì chỉ biết cầm như vậy thôi chứ không biết nó là cái gì nữa không biết nó là cao su cái gì nữa cái nóng thì nếu mà nó ấm mới trường ở đây thôi cái rồi ok bà thấy mừng chưa có hít thở bên này thì đau biết đau bên này không biết đau tê à bên này tê bên phải căng nữa từ từ bà chườm đá nó sẽ thông đấy thì bà thẳng tưng tay đó đẹp đấy đó. Cái này đẹp bác phải mua 2 cặp nhưng mua công này đủ bộ á rồi rồi đã bình yên đi rồi sao rồi bình yên mạnh này cờ từ tí nữa đấy khá đấy. Hơn nhiều rồi bỏ lên phải lắc thử đấy đỡ hơn rồi rồi, rồi. Xịn rồi. Rồi. Cười cái cảm giác đi cảm giác là biết chưa cảm giác thì... biết chưa quá biết dạ sờ biết cái này là cái sắt rồi đó thì là món okay này rồi. Biết hồi trước ra là không biết dạ hồi nãy không biết bây giờ mua 2 cặp đem về nhà làm được chưa rồi dạ bây giờ biết cái này là cái sắt bình đây đúng rồi trong hải đây nè không gầm thả lỏng đúng rồi đó tay này là tay là làm gì chiều ngoài đến này bây giờ cho làm gì ngày mai nếu mà vô chóng mà xin được về thì chiều tới không mai nghỉ rồi bóp lại nhưng ngón này thì nó từ bây giờ những cái này đi rồi có bây giờ cảm nhận như thế nào
có biết nó là sắt, là nhựa, là cái gì chưa? Cái này thì biết sắt. Dạ. Dạ, tại vì nó có lạnh. Đó. Dạ. Rồi nó có những cái tường. Rồi, cái thế ngón trỏ. Cái này, ngón trỏ. Ngón trỏ này biết lạnh. Rồi, là ok rồi. Nó hoạt động lại rồi. Lạnh. Ngón giữa. Lạnh. Dạ. Vậy là hơi khờ là thận rồi đấy. Nên nó cũng có cực kỳ là thận yếu. Đó có là mình cầm hơi chắc hơn mọi lần. Bây giờ làm khác. Bây giờ đây. Đó, rồi giờ dưới rồi. Khác ngày xưa không? À. Nhưng mà khác ngày xưa không? Đó, tới đó nào phải không? Dạ, thế đó, tới đây là nào. Rồi, bỏ tay xuống, bắt lành tay kia thử coi. Coi là tay kia lên cao ngon lành. Thấy không? Đó. Rồi được rồi, bắt la hoàng qua bên chỗ này nè. Ở trên. Đó, không phải bên đó. Được bao nhiêu? Dạ, từ đó rồi, rồi bỏ tay ra. Bên kia tốt hơn đúng không? Dạ, bên này nhẹ nhàng hơn. Bên này cứng hơn. Cái này để cái này nó cứng, nó đau ở chỗ này. Dạ, rồi. Rồi. Rồi xong thử. Rồi bây giờ thử làm trở lại coi. Ồ, sao đau à? Đau quá. Em nắng lại cho nó giùm mày. À đây, để cho này, gì nó vô. Ồ, nó nắng lại quá. Em nắng bên đây giùm nha. Rồi. Thì cái gân nó đang bị cái đó. Thì... đau đúng không? Rồi bây giờ bác đứng lên nào, bây giờ bác đứng lên, bác đứng lên. Hồi nãy thầy nói là bác giơ một chân, nên bây giờ bác cũng giơ thử một chân coi nó có thoải mái hơn không này. Đó. Rồi bác đứng thử coi, nó đỡ hơn không? Nó nhanh hơn không? Rồi bây giờ bác đổi chân, bác đứng ngược lại coi như thế nào? Coi có còn như hồi nãy nữa không? Chân này hơi cứng. Rồi thử coi nó khác hơn chưa? Chưa. Bây giờ chỉ cần cái một tí thôi chứ không cần nhiều nhé. Không cần hai tí. Một ngày một tí, hai ngày hai tí. Đấy cứ về. Trường đá cho gan nó hoạt động lại. Rồi. Là nó sẽ đỡ. Rồi, bây giờ bác giơ chân. Bác không có bác nói cái cảm giác bác sau khi điều trị. Sau khi các anh hoa bóp và bấm huyệt cho thì cái cảm giác thì nó không có cứng như cái hồi đầu, và nó cũng bớt được một ít, nó nhẹ nhàng. Rồi cũng được rồi. Rất cảm ơn thầy. Đi thoải mái đó, anh dùng rồi stop. Rồi bây giờ vô chân lại như này đó, vậy đó. Rồi bỏ chân kia xuống, rồi chân kia lên đó, ngon lành rồi. Rồi làm lại lần nữa cái gì đó. Rồi được rồi, tay chân kia đấy, ngon lành rồi. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.